Thịt khô trâu kia kiểu đấy, kiểu kiểu ăn ăn được. Em chạy từ sân bay ấy. Em xuống từ sân, anh xuống từ sân bay. Hết rồi đó. Ok rồi. Thì anh cho sang một bài em. Như cái giải thích mà cốt thì em giải thích cho các anh rồi đúng không? Ví dụ như cái bài toán cái video này anh xem. Thì nó khi nào mà ấn bút xuống anh hoàn nó ấn cái bút xuống và khi nào nó rút cái bút thì lên một trong những tính năng của mở cốt. Thì về cái đặt đấy thì em sẽ trực trí thì cái đó mình mới giải quyết được. Cái đặt đấy thì các anh sang phần phần tư biết điều khiển ngân hạ được quay gì anh sang phần tư nhá. À là quay rồi quay xuống cái ở dưới xong cái phần tư phần cốt đây đây ở đây là cái này quang cả anh kéo tới đây đây mở cốt on đây 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 18 nhé bây giờ 18 này thì nếu như anh chọn quit mode bây giờ của anh đang để quit mode đúng không rồi thì nó sẽ là không dùng mở cốt còn after mode là sẽ là dùng mở cốt thì anh sẽ cài after mode cho em cả hai trục cả hai trục lên nếu anh hai trục lên cả hai trục cả after mode là dùng nhé sáu tiếp theo anh sang cái bảng bảng đây đây xin một position thì cái càng là nó ở đây cuối giờ thế thì quay lại với cái bài toán nữa đi thì bài toán này đi thì mình đi từ điểm 0 đến điểm 1 thì sẽ không được ấn cái bút xuống đúng không rồi và đi từ điểm 1 đến hết điểm 1 quay về điểm 1 thì mình vẫn lại xong cái xong mình nhả thu lên thì mình sẽ làm này vẫn là bài toán này thì vẫn tiếp tục ở trên nhé thì anh vẫn là gạt cái này nhé. Thế thì bây giờ anh sẽ cài nó sẽ có một thứ nhất anh cài một con số bất kỳ ở đây cho em ví dụ ở đây cài là một số 2 thì hai đấy chỉ là chụp đấy thôi chỉ chụp mô thôi mô rồi nha kết thúc của cái này n ở lên năm mở cốt thì nó lại không dùng được ở cho cái chỗ n này đâu. Bây giờ nhá, có phải là các anh đang chạy về cái chương trình là chạy từ đây dừng lại đúng không? Thì mình sẽ cho một cái chạy về gốc không đi. Rồi thêm một cái điểm gốc không. Điểm gốc không đấy mới là chính là điểm n. Thì như này anh cho tôi em anh xóa ra cái điểm vậy đi và thêm cho em cái điểm n là điểm gốc không em. Xóa cái 6 cái 7. Anh kích thẳng vào số 7 đấy không anh đấy anh xóa. Kích thẳng số 7 xóa đi. Đấy, thêm ở đây điểm n con lên đến không con lên đúng không rồi ở đây anh chạy đây không có áp tốc đây anh lấy tốc độ không rồi cho tốc độ vào cho em là được bên trục hai cũng chúng ta nghe xóa đi 6 mà đây là không không có nghĩa cả hai chục nó về đều với không đúng không giờ rồi anh quay lại bản chục một lúc đấy rồi nhá. Thế thì bây giờ anh cài cho em cái này là một số đi. Cái này là một số đi. Số 2. Ở chỗ này là một số 3 đi. Số nào là số bất kỳ cho mình cài nhé. Cái này thì em sẽ giải thích tiếp. Nghĩa là sau khi mà anh chạy lên điểm 1 thì cái mở cốt nó sẽ nhận. Nó bắt đầu chạy đến đây nó rút lên. Đúng thế. Đây là việc cài thôi thì anh sẽ đổ cái này xuống luôn cho em. Thì các anh nhìn thấy giá trị của mở cốt này. Đó, anh nhập lên cho em, kích lên. Kích lúc đây. Thì cái số 2, số 3 mà đấy mình được cài ấy, thì nó sẽ được mua vào một cái thanh ghi mà mình nhập vào đây.
anh là cài D100 chẳng hạn, rồi D100 à, ok chưa? Thế thì bây giờ mình sẽ viết chương trình, có là khi mà chạy nó chạy từ 0 sang 1 thì cái tín hiệu mở code nó sẽ on, nó sẽ on để cho cái việc mình muốn làm một công việc gì nào đấy khác mà mình phải chờ chẳng hạn. Giả sử như bài toán của mình là mình chạy thì từ đến điểm 1 mình sẽ phải làm một công việc gì đấy khác mà cái trục đấy phải đứng đấy chờ. Sau khi công việc đấy xong thì nó phải reset cái mở code đi để nó chạy tiếp đến thằng 2. Được chưa? Thế nhưng mà đối với cái bạn ở đây là mình chạy đến điểm 1, mình sẽ set cái điểm lên. Sau mình chạy tiếp, cái điểm đấy nó vẫn có được set ở đấy. Được chưa? Thế thì bây giờ nhá, các anh sẽ phải viết một bản chương trình. Trong trang data con data cái CD7 cái một con họ phải reset cái đấy thì bắt đầu mới chạy các bạn, đúng không? Phải reset đi thì nó mới chạy được qua cái điểm mà mình đang cài một cốt. Ở đây nó có ứng dụng như của em thì là cái bài toán nó hơi khác một tí. Thường thì nó sẽ có cái ứng dụng là tôi chạy đến điểm 1, tôi làm một công việc gì đấy mà tôi không biết thời gian có bao lâu. Nếu mình biết cố định thời gian rồi thì mình dùng cái real time rồi, đúng không? Nhưng đến đây là mình làm mình không biết là cái công việc phải bao giờ mới xong thì mình phải đứng đấy mình chờ đến khi nào công việc mới làm xong thì cái công việc đấy sẽ phải thực hiện, tôi lại reset mở code thì nó mới bắt đầu chạy sang điểm 2. Mục đích ở đây là thế, nhưng mà cái mà em biết ở đây thì là mình vẫn xét cái i10, xét cái i10 để tập bút xuống cho chạy hết quy trình, chạy hết xong ấy, thì mình lại reset lên. Đó, reset của em này là i, đây là điều khiển xin anh thì em là dùng cái i11 vì xin anh 53 thì là hai của con hay đầu. Đó, có nghĩa rằng là khi mà chạy từ 0 đến 1 thì mình sẽ on cái đèn i70 đấy, là thì là mở code ở đấy. Sau đó thì mình phải reset cái mở code thôi chứ mình không reset cái đèn i70. Có nghĩa là sau đó mình sẽ chạy hết về đây rồi xong mình mới tắt cái i70 đi. Đó, thì đúng mà nó sẽ là như thế. Đây. Cái mu K1 là 16 là 1504 nó là mặc định rồi. 1504 đúng không? 1504 là từ 1604 đến 2. Tại vì cái này của em thank you.